Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một cái bộ dàn âm thanh có thể nói là cực kỳ độc đáo và rất là hiếm. Cái bộ loa kèn này thì có tên mã là Mazang ED3. Đấy. Đây là một trong những cái bộ loa kèn mà nói chung là không thể tả được, tại vì nó rất là độc đáo. Thứ nhất là về cái loa của nó và cái hệ thống âm thanh. Đấy. Giống như chúng ta cảm giác như là cái bàn tay này thì nó to hơn cái bàn tay này một chút. Đấy. Thì như anh em thấy thì cái con Mazang ED3 này thì nó sử dụng, nó không phải là sự chơi đĩa than, mà con này nó chơi đĩa CD. Đấy. Đây là một kiểu dạng tân cổ điển rất là đẹp. Anh em có thể thấy là trên cái lắp của nó ấy. Đây để em quay gần cho anh em thấy. Đây là cái hệ thống đĩa của nó này. Đó. Con này thì rất là mới, có thể nói là mới 99%. Con này nó sử dụng hai cái loa, em nghĩ chắc là loa toàn giải. Mới đầu mua về thì thấy nó bé, tưởng là nghe chỉ e, ai dè nghe hay phết. Cái này là một cái loa kết nối với nhau qua một cái jack 3.5 ở cái phía bên này. Như anh em thấy thì nó sử dụng cái học đĩa ở đây. Đĩa này chúng ta có thể nhấc lên, khi mà nghe thì chúng ta áp nó xuống. Đấy. Ví dụ như là này là em sẽ tắt nó đi. Bây giờ sẽ lấy cái đĩa này ra. Đó. Thì chúng ta sẽ cho cái đĩa vào đây và chúng ta đậy cái lắp lại. Khi mà đậy xong rồi thì chúng ta sẽ nhấn play. Đó. Trên cái phím điều khiển của con này thì nó rất là đơn giản. Nó chỉ có một cái phím volume này, qua bài và quay lại bài, một loop, stop và play. Đấy. Cái loa này anh em có thể quay được nhé. Đó. Nó quay được. Đó. Bên này cũng thế. Bên này thì cái này nó làm cho cân xứng thôi, chứ em không biết trong này thì để cái gì trong này. Có thể là đĩa cũng không phải. Hoặc là để đồ ăn. Nhiều khi để đồ ăn thức uống trong đấy cũng được. Trà trước này kia. Về trong mùa thu bồi hồi. Làn mưa lối vắng. Chúng ta có thể qua bài nghe. Để xem phía đằng sau đi các bác. Phía đằng sau thì nó rất là đơn giản. Phía đằng sau thì nó có tên của thương hiệu Mazang này, model ED3F. Đấy, made in Japan. Đấy. Có một cái nút out để chuyển sang cái loa bên này. Đấy. Và có một nút nguồn. Đấy. Như vậy là hết rồi. Cái này thì nó làm bằng vỏ này, bằng nhựa giả gỗ rất là đẹp. Phía mặt bề trên này cũng thế. Chưa cho em. Nói chung con này rất là độc. Một đời tôi. Một cây đắng, một niềm vui. Ở dưới này thì có cái tên của cái model này. Chia cho em một đời say.